Cô rất đẹp, đúng là rất hợp với vai diễn này. Mời cô ngồi. Em cảm ơn chị. Đây, mời cô xem. Dạ. Dạ, em đồng ý hết mọi điều khoản trong đây. Em cảm ơn chị. Ủa, sao vậy chị? Ủa, sao vậy chị? Không phải như vậy đâu. Mặt trời đỏ chúng tôi rất rộng người tài, chấp nhận rủi ro để đào tạo những người có tài năng mà chưa có cơ hội tỏa sáng. Nhưng mà chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận những hạng người muốn tiến thân bằng con đường không trong sáng như cô. Chị, không phải như vậy đâu. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Em với đạo diễn Thành Chương không có chuyện gì xảy ra hết đó. Chị cho em cơ hội nha chị. Tất cả những bộ phim của Mặt Trời Đỏ chúng tôi sản xuất sẽ không bao giờ có mặt của cô, ngay cả dây quần chúng. Cô đi về đi. Ông trời ơi, tại sao vậy hả? Tại sao lúc nào ông cũng treo người tôi hết vậy? Tại sao vậy? Bao nhiêu cơ hội tốt đẹp đến với tôi, nhưng tôi không thể nào chạm tay tới được. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Ông trả lời tôi nghe đi. Đến bao giờ? Đến bao giờ mọi thứ tốt đẹp mới đến với tôi đây? Ông ác lắm. Tại sao vậy?